Hello, hello everyone. Chào các em. Trong video này thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta ôn tập lại một số từ vựng cơ bản chỉ người và thành viên trong gia đình ha. Chúng ta nghe và lặp lại theo cô. Bạn nào mà biết viết thì chúng ta sẽ tập viết để mình có thể viết được cái chữ đó luôn ha. Rồi, are you ready? Chúng ta sẵn sàng chưa nào? Ok, let's start. Bây giờ chúng ta bắt đầu ha. People and family. People and family. People and family. Grandpa, grandfather. Grandpa, grandfather. Grandpa, grandfather. Grandpa, grandfather. Grandma, grandmother. Grandma, grandmother. Grandma, grandmother. Grandma, grandmother. Dad, father, daddy. Dad, father, daddy. Mom, mother, mommy. Mom, mother, mommy. Brother, brother, brother. Sister, sister, sister. Baby, baby, baby. Boy, boy. Girl, girl. Man, man, man. Woman, woman, woman. King, king, king. Queen, queen, queen. Rồi chúng ta vừa đọc xong một số từ, bây giờ cô sẽ giải thích lại ý nghĩa của các từ này cho chúng ta ha. People là người, family là gia đình. Chúng ta có vài cách gọi ông, nhưng ở đây thì cô sẽ giới thiệu chúng ta hai cách cơ bản, đó là grandpa hoặc là grandfather, có nghĩa là ông. Còn bà cũng vậy, chúng ta có là grandma, grandmother. Grandma, grandmother. Rồi, ba cũng vậy, chúng ta sẽ có là dad, father, daddy. Ha. Cô giới thiệu ba cách, đó là dad, father, daddy. Rồi, mẹ cũng vậy. Mom, mother, mommy. Mom, mother, mommy. Rồi, đây là anh em trai thì mình gọi là brother, brother. Rồi, chị em gái là sister, sister, sister. Rồi, em bé là baby, baby. Nếu là em bé trai của mình thì mình sẽ gọi là baby brother, baby brother. Còn em bé gái thì sẽ là baby sister, baby sister ha. Rồi, để phân biệt là nam, nữ, con trai, con gái thì chúng ta sẽ có là boy là con trai, girl là con gái. Rồi, người đàn ông phân biệt với phụ nữ, chúng ta sẽ có đàn ông là man, người phụ nữ là woman, người phụ nữ là woman. Rồi, đây là ông vua ha, vua chúng ta gọi là king, king, king. Rồi, hoàng hậu thì chúng ta sẽ có là queen, queen, queen á, hoàng hậu hoặc là nữ hoàng thì chúng ta gọi là queen ha. Rồi, đó là một số từ vựng cơ bản chỉ người. Cô sẽ tiếp tục giới thiệu cho chúng ta trong những lần sau ha. Ok, see you again. Bye.